Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta khoảng 11 tháng 5, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh nữa tràn xuống gây mưa rào và rông rải rác ở miền Trung, miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời mát dài ngày. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở phía Bắc có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày và đêm 11 tháng 5, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nén rãnh áp thấp, nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm ngày 11 đến ngày 14 tháng 5, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng thời kỳ ngày 11 đến ngày 12 tháng 5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc, miền Trung tiếp tục duy trì thời tiết mát mẻ đến giữa tháng 5. Trong đó, khoảng ngày 12 tháng 5, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung khá thấp, vùng núi có nơi xe lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sang nửa cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung có thể đón từ 2 đến 3 đợt nắng nóng diện rộng. Từ tháng 6, nắng nóng tiếp tục gia tăng về tần suất, cường độ, cũng như phạm vi xuất hiện ở miền Bắc, miền Trung. Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên hôm nay có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to